Ma-sa-bu-ta-sa. Tisara-ne-na. Bhutthang-saranang-gacchami. Dhammang-saranang-gacchami. Sangham-saranang-gacchami. Duti-yam-hi-bhutthang-saranang-gacchami. Duti-yam-hi-dhammang-saranang-gacchami. Duti-yam-hi-sangham-saranang-gacchami. Tati-yam-hi-bhutthang-saranang-gacchami. Tati-yam-hi-dhammang-saranang-gacchami. Tati-yam-hi-sangham-saranang-gacchami. Pañca-sīlāni. Pāṇāti-pātā Brahmani Sāpāṭhāṃ-samādhiyāmi Adinnādāna Vedamani Sikkhāpadaṃ samādhiyāmi Kāme sumicchācāra Vedamani Sikkhāpadaṃ samādhiyāmi Usāvadā Vedamani Sikkhāpadaṃ-samādhiyāmi Sura-me-tāyama-chabba-mādhāna Vera-mani-sikkhāpadaṃ-samādhiyāmi Dhamma-dasana-yācana-gātā Brahma-ca-loka-tipati-sampati-patanchali Andiwaram ayajata santita sattarapachakacatika desetu dhammam anukampimam pacham sattamma ferim vinayam jagayam sutanja bandham apidhamma jammam agopayanto chatu sakya dandham Bhakbhothanaye parisayamache eva Samati Brahma Bhagavantam Ayajatatni Pavena Tambuto Karunena Thivasaya Tantha Uthaya Padena Nigadayam Tato Gato Banjavadyadayo Naye amam bhajesi dhammato tato bhakkhuti sambhuto dhamma desanam akkhavacchami desesi sattanam atthasattante sattani ayo pante desetu dhamma desanam sabbayita Parisaya Anukampami Katawe Namo Buddhaya Namo Buddhaya Phật thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thành khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành nghề dựng các lớp vi diệu pháp sự chọn giảng sẽ đem lại cho quả sức khỏe và sự an vui của mọi người cho thầy bạn đạo đồng thời giúp lớp học. Xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và thần học pháp nghiêm túc tha thiết kiên trì của các thiện hữu trong rừng để duy trì lớp học, cầu cho phương trí thanh tịnh để việc học pháp nghe pháp quả an lạc vừa tốt phiền não không bị đợi và muốn được ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2021 là tiết học thứ 110 phần lộ niết bàn đặc biệt, đã xong phần 2 tức là phần lộ niết bàn phản thiện. Các lớp đã xong, kính mời thầy hãy lên lớp xin chúc cho tất cả có một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc.
Bụt Thầy á, Nam Mô Tham Ma á, Nam Mô Sa Khà á. Đây, thân chào tất cả quý vị. Sau mấy tuần bắt đầu học quay chắc quên hết rồi. Không biết quên hết chưa. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình mình tiếp tục ha. Cũng như cũ, học Bali là tại vô bài học chính thức. Trước khi vào buổi học, ta cùng nhau đánh lực tam bảo tóm tắt. Arahang sama sambutho bhagava buddhang bhagavan tang afiwade mi swakato tammo tammang namassami sabbatibbano bhagavato savakasangho sanghang namassami sama sambuddhamatulang sacchathammakanuttamang apivadiyappasis sang tam mắt sang hàng đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và con sẽ nói về những gì chưa được tham một giác tham một tham hai tham một sang hai rồi cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc để làm nóng lại buổi học hôm nay ha. Rồi xin mời. Xin chào thầy, xin chào bác phúc, xin đọc bài Manodore Vì Thí Chitta Bhavatina Yo. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý một. Manodore Pana Yadi Vì Phù Tamang A Bà Thằng A Gách Chát Tí Tato Pá Răng Phá Hoành Gách Chá Lanh Manodore cha quát chát cha quán nà quát xà nề ta đà rầm bá ná bà cà ý quát tà tí ta tổ bá rằng ta hoàng các bà tổ áo tê bá nà lầm bá nề nà quát xà nề ta hoàng các bà tổ quát hồ tí nát tí ta đà nước bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi tập phá bình gã dao động ý môn hướng tâm và cháo quanh, sau đó chìm biến vào phá bình gã. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá bình gã, sau khi luồng cháo quanh giúp mà tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sạch. Vì thí chít tà ni tì nề quát chít tức bà đà đá xề ri tà quý thà rề ná bà nề thách cá chá tà lì xá quỳ phà quá dề á giam nét thá bà rít tá chá quá ná hòa rột. Ba cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm này sẽ được học. Sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Ba Phúc đã đọc xong phần đầu. Xin lắng. Xin chào thầy, xin chào các lớp. Bác đã trình đọc tiếp. Appana Vichitta Bhavatinayo. Tiến trình tâm an trịch đoạn 1. Appana Chawana Và Vipulta
quy phụ ta phê đồ nát thế ba thà ta đà lầm ba núp ba đồ chá trong phương cách diễn tiến của chá quán á áp ba na tuyệt đối an trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cẩn tát thá hi nhà ná sa yút tá ca ma quá chá ra chá quá na năng áp tham năng anh nhá tá rát mình bá rí cam mú bá cha ra nú lô má gô chá phù na mê ná chá tút khá tùn tích khá khát tú mê quá quà giá thà thắt ca măng úp bách dí tò ní rút thề tá đá nàn tá rá mê quá giá thà ra hằng chá tút thằng bành chá măng quà cháp đi xá tí má hách giá tá lồ khút tá rá chá quá nề xú giá thà khi nì hà ra quá xề ná dần kính kính chí chá quá nề ấp ba nà quỳ thí mồ tá ra tí tá tồ ba rằng ấp ba nà quá xà nề phá hoàng giá bà tồ quá hồ tí trong trường hợp này bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với chi kiến khởi sanh theo ba hoặc bốn lần chập tâm chuẩn bị bá lý ca má cạch u ba cha rá thuận thứ a nú lô má và chuyển tánh vô ca phù tức khắc sau khi những chập tâm nắm dứt trong chập thứ tư và thứ năm tùy trường hợp tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Xin nói. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đỉnh lễ. Lễ bảo, bảo pháp bảo và tăng bảo. Con kính chào thầy kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Tát tha sô manas sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng ấp ba na a bi ta wa ba ti can khi ta ba u bê kha sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng u bê khà sa ha ga ta wa ta tha bi ku sa la cha wa na nan ta rằng ku sa la cha wa nành đề wa he thi mảnh cha pha la ta ya ma bề ti kriya cha wa na nan ta rằng kriya cha wa nan arahat ta pha lành cha áp bề ti. Ở đây tức khắc theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná áp Á na sát na định với thọ hỷ, ắt sẽ khởi phát. Sau một trá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quá ná ấp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quá ná ấp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quá ná là trong trường hợp chứng ngộ Sammāpatti sẽ tạo duyên cho ba cơn khởi phát. Sau một trá quá ná hành sẽ có một trá quá ná hành và quả. Đoát tình buồn nhàm hà đoát cả ba rằng su tổ át tha cha sầm phồn ti u bách khắc cả. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề túc cắc liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng bộ 28 thiện siêu thế. Tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền sắc cộng bảy ngũ thiền thế. Tâm hành có ba nhân liên hợp thọ hỷ tám loại bốn thiền duy tác sắc
và cộng 4 thiền A-la-hán quả. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Thu na sách khả năng cả ma bùn nhà ti hệ tu tổ ti hệ tu cả ma kriya tổ quy ta ra gà năng áp ba na ayame thamano đoà rề quỳ thi chi tát ba hoa ti na yo phẩm nhân và xề khắc tâm quả áp ba na phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, con không thấy ai xin được đọc ạ. À, kính thưa thầy ạ, kính chào tất cả các anh chị em room. À, cũng xin được đọc bài. Ano đoà rè banaya di vi phụ ta mà làm ba nàng à bà thằng à gấp chát ti ta tổ ba rằng pha vành gạt ca la na mano đoà Vecchana Chavana Vasane Dharamana Bhakani Pavattanti Tato Parang Pavan Pavan Gabbua Bato Ibute Pana Lam Pane Chavana Vasane Pavan Gabbato Vahoti Nathi Ta đà làm ba nấp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá văn giá dao động, ý môn hướng tâm và chá văn ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá văn giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan giá sau khi luồng chá phá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vitthi citta ni tỳ nề quá chít túp bà đà đa sề rita vitta ná ba né thề ca chát tà lì xá vi phà quá về a giá mét thá ba rít tá chá phá ná rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháo bá ná phụ. Dạ thưa kính tri ân thầy, kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Alo, dạ con Long Triều xin thầy kinh và kính chào các lớp. Con xin đọc bài. Bana vì thế chích tập ba quát tin tiến trình tâm an đoạn một. Bana cha quan hòa rề bana u tà u phù ta kề đồ nát thí ta thà ta đà làm ba nấp ba cha. Trong phương cách diễn tiến của Chavana Appana, từ đó an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng tới ấy, không có tâm quả đăng ký,
ma cảnh. Tát tha hi nhà na sa yut ta kha ma wa cha da cha wa na nang áp thành nang nhát ta rắc mình ari cầm mút bách chà ra nu lồ ma vô tra phù nà mê na chấp túc khách tùm tích khách tu mê qua hòa gia thắc kha mạng út bách chi tòa hê bút thề đa nàng ta la mê qua gia thà ra hằng cha tốt thằng phần cha nặng hòa chấp bì sa tí ma hắc gia ta lộ quốc ta ra cha qua nề su gia thà phi nì hà ra đa quá sề na dặn kinh trí cha qua nàng áp ba nhà quỷ tí mồ ta ra tí ta tổ ba lần áp ba nà quá xà nề pha hoành gá bà tổ ba hồ tí. Trong trường hợp này bất lộ tâm nào trong tám Chavana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị Parikhamma cần hành Upachara thuận thứ Alunoma và chuyển tánh Vrahu tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm Chavana 26 là tâm cao thượng thiền và sư thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Con đã đọc xong, dẫn kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và cả nhà có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ, sa thú sa thú. Dạ, con xin nãy thầy kinh. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Nguyên Như xin đọc bài ạ. Tát tha sô ma na sa sa ha ga ta cha nành ta rằng áp pa na pi sô ma na sa sa ha ga ta quá bà tí cành khí tấp bà u bách khà sa ha ga ta cha quá nà nành ta rằng u bách khà sa ha ga ta quá tách thà pi cu sa la cha nà nành ta rằng cu sa la cha quá nà nành chê quá hết tí mạnh cha phá lách ta giá mắp bề tí quý già cha quá nà nành ta rằng quý già cha quá nàng a ra hát ta phá lành cha ấp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná áp bá na sát na định với thọ hỷ
ác sẽ phát. Sau một cháu quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cháu quá ná appana liên hợp với thọ xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một cháu quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Thoát tình xá sukhapun nhá hầm mà đòa đá sô bác khác rằng sukhita kriyato athachasambon tiếp bác khác cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc, 4 thiện vô sắc, 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiện duy tắc sắc, 4 thiện A-la-hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiện sắc, 4 thiện vô sắc, cộng ngũ thiện A-la-hán quả. Puthut chana nasekka mapunya tihe tuto tihe tuka kriyato vitara ganang ap ayamet tamano dware vi thichit tapawattinayo. Dạ xin đồng trì Boss lại một nửa, đồng trì Nguyên có thấy phần đó ở xa thú. Đối với hạng phạm nhân và còn phải tu tập C khác, tâm quả appana phát khởi sau tâm thiện, có nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn thái và sau tâm hành thuộc dục giới, đây là tiếng của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã post bài và dạ, con xin kinh tri ân thầy kinh và dạ, Nguyên Như xin mạng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thập Ma Giá Răng Khai. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. À. Dạ thầy kinh. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ đó cho con biết tín hiệu ạ. À. Cảm ơn Đông Triều đã post bài ạ. Mano Dva Re Li Thi Chit Tap Pawat Ti Na Yo. Tiếng khởi qua ý môn. Mano đoà rê ba na gia đi quý phụ ta mà làm ba năng à ba thầm à gác ít ta tổ ba rằng phá hoành gá chá la na mano đoà ra quát chá na xà nê ta đà rằm ma na ba kà ni ba quát tàn tí ta tổ ba rằng phá hoành gá ba tổ á quý phụ tê ba nê nè cho quá nè phá hoành ga bà tô quá hồ tí nát thí ta đà làm phá núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt. Sau đó quan gá đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng trá quá ná chấm dứt, mà tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Thí chít tà ni tì nề quá chít túc xê rí tà quýt thật các kỳ xá quýt và quá dị tha pa rít ta cha quá na hòa rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết
có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Trawana phụ. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con đọc có sai. Con nhờ thầy ra post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính nhưng mic lại cho lớp. Rồi, xà thân xà thân. À, Nam Mô Bạch Thầy. Dạ. Rồi giờ mời anh Phúc hay ai đó nên đọc cái bài từ mấy tuần trước học á, đọc cái bài cuối cùng. À, xin mời. Chào, trở lại và cũng xin đọc lại bài tâm đế chính. Về lỗi nước bàn đặc biệt. Một, lỗi nước bàn liên thiền. A-la-hán an trú vào định. Định chỉ các khổ thọ nơi thân là quả duy sót của nghiệp quá khứ. Tịnh chỉ các khổ thọ, chỉ có các cõi người, chư thiên, dục giới, phạm thiên không có, vì sắc tế. Xuất nhập
các tầng thiền, đến lộ cận tử cũng nhập các tầng thiền, theo ý muốn xuất thiền, nhập niết bàn, diệt tịch, hậu kiếp hay không hậu kiếp. Lộ thứ nhất, tâm thiền bất định số, hậu kiếp, tử, niết bàn, người động căn, hậu kiếp, rúng động, giết dòng, kháng ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bật, thiền bất định số, hậu kiếp, tử, niết bàn. Lộ 2, tâm bất định số, tử, niết bàn, người độ căn như trên, bỏ hậu kiếp, người lợi căn như trên, bỏ chuẩn bị. Sắc na tâm bất định số, thứ tâm 14, một đăng ký, cộng 4 đại hạnh dục giới. Bốn đại hạnh trí, có trí, bốn đại hạnh, có trí, chính thiền, chính thiền, chính thiền, thiết thiết thiết. Tổng số có 36 lộ, 2 lộ duyên tịch, có hậu kiếp và không hậu kiếp. Nhân do hai hàng người là độn căn với lợi căn, tức là bằng 4 lộ nhân với 9 tầng thiền đại hạnh dục giới. 2. Lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Thánh quả phải là bậc có trí già đặng mạnh, tức là bậc lợi căn. Khi ấy thời gian rất ấp rút, lại phải quán sát chi thiền, an trú vào định nhập, làm tịnh chỉ các khổ thọ có nơi thân. Có hai lộ, có xen hậu kiếp hoặc không. Một, lộ một, động lực, hậu kiếp, tử, niết bàn. A, nhập định, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, bỏ bật, thiền bất định số. B, phản kháng di đề, hậu kiếp, rúng động, giết dầu, kháng ý, bảy động lực, cộng sanh trăm ngàn lỗ. C, cận tử, hậu kiếp, rúng động, giết dầu, kháng ý, năm động lực, hậu kiếp, tử, niết bàn. 2. Lộ 2, như trên, bỏ hậu kiếp. Vì sát na có 6, một kháng ý, cộng 5 động lực. Chặn có 2, chặn kháng ý và động lực. Người có 1 là bậc tứ quả. Tổng số có 48 lộ. Phản kháng sơ thiền có 10 lộ duyên tịch. Sanh kế tục, lộ phản kháng sơ thiền là lấy 5 chi thiền dùng để phản kháng nhân hai hạng người. Phản kháng nhị thiền có 8 lộ tầm. Phản kháng tam thiền 6 lộ bỏ tầm tứ. Phản kháng tứ thiền có 4 lộ tứ hỷ. Phản kháng ngũ thiền, mỗi tầng ngũ thiền có 4 lộ duyên tịch. Sanh kế tục lộ phản kháng chi thiền bằng 20 lộ, tức là 5 tầng ngũ nhân 4 ngũ thiền vô sắc giới. Tổng cộng có 48 tâm lộ, lộ duyên chi thiền.
Rồi, sao hết, sao hết. Có cần đọc lại giờ người khác đọc thêm lần nữa không quý vị? Cũng hơi bị lụm thụm chút xíu. Có ai tình nguyện làm lại lần nữa cho rõ ràng không? Alo. Rồi, mời quý vị. Dạ, hello sa thú. Dạ, Đạo Tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, sa thú, sa thú. Lô Niết Bàn Liên Thiền Janasamanantara Quỳ Thí. A-la-hán an trú vào định. Tịnh chỉ các khổ thọ nơi thân là quả dư sót của nghiệp quá khứ. Tịnh chỉ các khổ thọ chỉ có với cõi người. Chư thiên dục giới, phạm thiên, không có vì là sắc tế. Xuất nhập các tầng thiền đến lộ cận tử, cũng nhập các tầng thiền theo ý muốn. Xuất thiền, nhập niết bàn, viên tịch, có hậu kiếp hay không có hậu kiếp. Lộ nhập niết bàn liên thiền, có hai lộ. Ai nhỏ lộ một, tâm thiền bất định số, hậu kiếp, tử, paranibbana. Người độn căn, có hậu kiếp rúng động, hậu kiếp dứt dòng, kháng ý môn, chuẩn bị, cần hành, thuận thứ, bỏ bực. Thiền bất định số, hậu kiếp, tử, parinibbana. B. Lộ 2. Tâm thiền bất định số, tử, parinibbana. Người động căn thì bỏ hậu kiếp. Gồm có hậu kiếp rúng động, hậu kiếp dứng dòng, kháng ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực. Thiền bất định số, tử, parinibbana. Người lợi căn bỏ sát na chuẩn bị, gồm có hậu kiếp rúng động, hậu kiếp dứt dòng, kháng ý môn, cần hành, thuận thứ, bỏ bực. Thiền bất định số, tử, parinibbana. Sát na tâm là bất định số, thứ tâm có 14, kháng ý môn, bốn đại hạnh dục giới có trí và chính thiền hạnh. Chặng có hai, gồm có kháng ý môn và động lực. Người có một, tứ quả, cõi có 26 cõi vui hữu tâm. Tổng số có 36 lộ. Hai lộ viên tịch, có hậu kiếp và không có hậu kiếp. Nhân với hai hạng người độn căn và lợi căn, nhân với chín tầng thiền, bằng 36 lộ trong lộ tâm nhập Niết Bàn Liên Thiền. Số 2. Lộ Niết Bàn Phản Kháng Chi Thiền. Thánh tả phải là bậc có trí già mạnh, bậc lợi căn. Khi ấy thời gian rất gấp rút, lại phải quán sát chi thiền, an trú vào định, nhập làm tịnh chỉ các khổ thọ có nơi thân. Xuất thiền rồi phản chi thiền. Lộ phản kháng này có hàng trăm hàng ngàn lộ theo thích ứng. Lộ cận tử sanh khởi có xen hộ kiếp hoặc không. Dứt sát na tử tâm, vị A-la-hán nhập vô dư niết bàn. Có hai lộ, có xen hộ kiếp hoặc không xen hộ kiếp. A lớn lộ thứ nhất, hộ kiếp xen vô. Gồm có động lực, hộ kiếp, tử, parinibbana. A nhỏ, nhập định, gồm có chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bất định số. B nhỏ, phản kháng chi thiền, gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, bảy cháo quá ná, sanh hàng trăm ngàn lộ. C nhỏ, cận tử, gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, năm động lực, năm cháo quá ná. Kiếp, tử, parinibbana,
B lớn, lộ thứ nhì, không có hậu kiếp xen vô, gồm có động lực và tử. Parinibbana, ai nhỏ nhập định, gồm chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, thiền bất định số. B nhỏ, phản chi thiền, gồm có hậu kiếp, hậu kiếp dứt dòng. Dạ, cô xin đọc lại chỗ đó thưa thầy. A nhỏ nhập định, gồm có chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực, thiền bất định số. B nhỏ phản kháng chi thiền, gồm có hậu kiếp rúng động, hậu kiếp dòng, kháng ý môn, bảy cha quá ná. C nhỏ cận tử. Cái chỗ bảy cha quá ná thầy có nốt là sanh hàng trăm ngàn lộ. C nhỏ cận tử, gồm có hậu kiếp, kiếp rúng động, hậu kiếp dứt dòng, kháng ý môn, năm cha quá ná, tử, parinibbana. Sát na có sáu, gồm có kháng ý môn và năm cha quá ná. Thứ tâm có năm, gồm có kháng ý môn và bốn duy tập trí. Chặn có hai, kháng ý môn, động lực. Người có một là người tứ quả. Bảy có 26 cõi vui hữu tâm. Có 48 lộ, phản kháng sơ thiền có 10 lộ viên tịch sanh kế, tục lộ phản kháng sơ thiền. Năm chi thiền dùng để phản kháng nhân với hai hạng người là độn căn và lợi căn bằng 10 lộ. Phản kháng nhị thiền có 8 lộ trừ chi tầm. Phản kháng tam thiền có 6 lộ trừ chi tầm chi tứ. Phản kháng tứ thiền có 4 lộ trừ chi tầm chi tứ chi hỷ, chỉ còn lại lạc và định. Phản kháng ngũ thiền, mỗi tầng ngũ thiền có 4 lộ viên tịch sanh kế tục lộ phản kháng chi thiền, xả và định. 5 x 4 bằng 20, tổng cộng có 48 lộ viên tịch phản kháng chi thiền. Dạ, Nguyên Như đã đọc xong, con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Như vậy chúng ta học xong lộ nhập bàn phản kháng chi thiền xong ha. Hôm nay mình học tới đúng rồi, ở trên cũng thiếu, nãy đọc cũng thiếu UBB đó, nhớ để ghi lại cho thiếu đó, có kẹt nãy trật. Rồi tới sẽ học tiếp số 3, tiếp bàn liên thông. Phin nhà lá má nành quỳ thí. Phin nhà là thông, anh nhà sá má nành tá ra quỳ thí. À, ghi chưa? À, lấy xuống là cái chữ này. Phình nhà xá ra. Phình nhà xá ma nành ta ra. Là chỉ cho thần túc thông. Chỉ cho thần túc thông. Chỉ cho thần túc thông. Chữ này là chữ thần túc thông đây. Ittivita, thần túc thông. Và dùng thần thông là biến hóa, là thân biến một người, biến thành nhiều người, hoặc là biến dạng người này qua người khác, vân ha, tức là thần túc thông. Thì đây là chỉ khi nhập niết bàn liên thông này là chỉ sử dụng có cái thần túc thông này thôi. Rồi, muốn hiện hóa hiện không lực trước khi viên tịch, vị A-la-hán phải muốn hóa hiện không lực trước khi viên tịch, vị án phải hai chấm. Tức là một vị A-la-hán muốn hiện thần thông để mà biểu hiện thần thông lực của mình trước khi viên tịch đó, thì vị A-la-hán đó phải có những điều kiện sau đây, hai chấm.
dòng nhập thiền cơ. Nhập thiền cơ, cái chữ này à. Và lá cách trà nó nhập thiền cơ, tức ngũ thiền sắc, nhập thiền cơ tức ngũ thiền sắc giới. Phải nha, là lộ tâm chuẩn bị chuyển qua thông, tức ngũ thiền sắc giới, phải lộ tâm chuẩn bị chuyển qua thông. Rồi, tức là giờ muốn thực hiện cái vấn đề niết bàn liên thông thì phải nhập vô cái thiền ngũ thiền sắc trước, tức là thiền mà là làm cái khởi đầu để mà chuẩn bị mới qua được, tức là phải là ngũ thiền sắc giới, phải nhập vô ngũ thiền xong là mới tính tới chuyện khác được, phải có cái từng cái step nó đi vậy ha. Rồi xuống dòng là dòng xuất thiền cơ. Xuất thiền cơ, chú nguyện phép lạ nào mà mình muốn thực hiện? Xuất thiền cơ, chú nguyện phép lạ nào mà mình muốn thị hiện? Cái hay hơn, muốn thị hiện. Rồi, tức là nhập vô thiền cơ xong xuôi rồi mới xuất thiền cơ, mới xuất ra. À, chứ không phải là nhập vô đó, nhập là ngũ thiền sắc ra, rồi mới xuất ra khỏi ngũ thiền sắc giới đó. Chú nguyện. À, chú nguyện những cái gì mình muốn á, ví dụ mình muốn xuất hiện thành nhiều người, xuất hiện thành là phun nước ra người, hoặc là mà quá trái bốc quả đây mà ha, vâng, thì đó phải xuất ra là phải nguyện, mình muốn làm gì là phải nguyện, tức là vị đó muốn làm gì phải nguyện trước. Rồi xuống dòng nhập lại thiền cơ lần nữa, nhập lại thiền cơ lần nữa. À, tức là giờ xuất ra rồi chú nguyện xong là phải nhập lại, nhập lại thiền cơ lần nữa. Rồi xuống vào xuất thiền cơ lần thứ hai, xuất liền thiền cơ lần thứ hai. Xuất thiền cơ lần thứ hai, rồi xuất ra xong rồi mới bắt đầu lộ tâm thông hạnh xuất hiện, mới sử dụng là thần thông nè. Xuống vào lộ tâm thông hạnh xuất hiện, xuất thiền thông rồi hiện thông, lộ tâm thông hành xuất hiện. Rồi xuống dòng thông chỉ có một sát na duy nhất, thông chỉ có một sát na duy nhất, tức là chỉ có một sát na duy nhất là thông, một sát na là thông, cái là làm cái rạc liền hay là biến thành thông liền ha, một sát na duy nhất thôi. mình chú ra vậy nó dài dòng như là sự lẹ lắm, một tích tắc là một thánh A Lán làm lẹ lắm. Rồi xuống dòng lộ cận tử viên tịch niết bàn, Bari niết bàn á, lộ cận tử phải viên tịch niết bàn, Bari niết bàn á. Chưa lộ cái rồi như muốn cái là viên tịch theo kiểu mà liên thông á, thì trước tiên là vị nó phải nhập vô thiền cơ của ngũ thiền sắc giới, nhập vô ngũ thiền sắc giới mà chuyển thông, là khi nhập ngũ thiền sắc giới xong rồi phải xuất ra, xuất ra rồi chú nguyện, chú nguyện cái thần thông nào mình muốn thể hiện, chú nguyện xong rồi tôi ghi một phát nguyện lên rồi nhập lại thiền cơ, thiền cơ lần nữa, xong mới xuất thiền cơ ra lại lần nữa, rồi mới xuất hiện theo là thông, mới thông hiện thông xong xuôi rồi đó, đi vô cận tử niết bàn luôn. Thì trong vòng một cái tích tắc ha, và vị này nó làm xong những cái này,
và nhập niết bàn trong cái phương cách là niết bàn liên thông. Đó là vừa thông là niết bàn, vừa là niết bàn liên thông. Được chưa? Quý vị nắm được không? Ô, cho biết đi. Nắm được hết không? Alo. Rồi xuống dòng có hai lộ hai chấm. Tức là về vấn đề này nó có được hai lộ hai chấm. Một lộ thông phải hộ kiếp rồi tử gạch chéo cái mới niết bàn á. Lộ thông phải hộ kiếp rồi tử mới niết bàn á. Rồi lộ thông hộ kiếp tử bên niết bàn á. Rồi bây giờ trong cái lộ thứ nhất là lộ thông này đó, thì xuống dòng mình ghi người độn căn hai chấm, người độn căn hai chấm. Tức là người có cái trí chậm á, hai chấm hộ chữ hát á, hộ kiếp. Rồi hộ kiếp rung động chữ R, hộ kiếp dứt dòng chữ D, rồi tới mới kháng nghi môn, kháng nghi môn K Y kháng nghi môn. Rồi chuẩn bị CB, chuẩn CB. Bởi vì người độn căn mà phải có chuẩn bị ha, thì ghi cái chữ CB này in bự lên đó, chuẩn bị nhắn chữ CB ha. Chuẩn bị rồi cẩn hành là C, cẩn hành, cẩn hành. Rồi thuận thứ hai chữ T, T T thuận thứ. Bỏ bực hai chữ B, nhớ bỏ bực nha, không có nào là trật nha, nãy Nguyên Như đọc bị mất cái chữ này ha. Bỏ bực. Rồi thông ghi chữ thông, thông thông bự lắm. Rồi hộ kiếp, tử gạch chéo bắt đi bà. Rồi như vậy cái lộ hiện thông mà để mà Parinibbana thì người độn căn thì cho chúng ta cái lộ được tâm nó diễn tiến là hộ kiếp rung động dứt dòng kháng môn chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thông hộ kiếp tử liền liền một rẹt vậy ha. Thì đó là nói về người độn căn. Rồi xuống dòng người lợi căn hai chấm thì bỏ sát na chuẩn bị như trên ha, nhờ bỏ sát na. Và thuần thục người người lợi căn một tí là nó nhanh, nó không cần phải rề ha, không cần phải chuẩn bị ha, vô là học liền ha, giống như trên đàn á, đàn là quýnh liền ha, chứ không cần phải hâm nóng hâm nếp phải không đều cần hâm nóng hâm nếp vô bóc quýnh liền. Rồi số 2 lộ thông Parinibbana, lộ thông tử Parinibbana.
người độn căn hai chấm thì cũng vậy ha, hồi kiếp rung động chức dòng kháng y môn chuẩn bị cận hành thượng thứ bỏ bực thông tử Parinibbana, tức là không có hậu kiếp xen vô chỗ giữa có thông với tử. À, thì mình ghi ra rung động với dòng kháng y môn chuẩn bị cận hành thứ bỏ thông tử Parinibbana, à, tức là không có hậu kiếp. Rồi, người lợi căn thì cũng vậy ha, mà bỏ sát na chuẩn bị, người lợi căn hai chấm đi trên bỏ sát na chuẩn bị. Rồi, trong cái diễn tiến lộ trình tâm của cái vấn đề này ha, thì chúng ta sẽ có như sau: sát na hai chấm, có mấy sát na đây của hai loại người luôn, độn căn lợi căn, sát na có mấy đây. Điều có mấy điều, anh Phúc có mấy đây, anh Trạc đâu rồi, có mấy đây, à cho có 6 với 5, 6 trên 5, bên nhóm Bến Tre lo tiêu đây này, tiêu ru cái này, này mấy ông lại bạn đấu không lại mấy bà lắm, mấy bà giờ học dữ lắm rồi này. Nhưng mà giờ siêu sao đó nha. Rồi có 6 hoặc là 5, tức là lấy từ cái kháng y môn là 1 đúng không, kháng y môn chuẩn bị là 2, cận hành là 3, thượng thứ là 4, bực là 5, thông là 6, à, thì như vậy độn căn là có 6 mà thì bỏ cái chuẩn bị ra thì còn 5. À, như vậy. Rồi ghi ra từ sát na có 6, động căn 6, lợi căn 5, tính từ kháng y môn không? Rồi, rồi thứ tâm có bao nhiêu thứ tâm đây, bao nhiêu thứ tâm, kháng y môn có không, kháng y môn có 4, có kháng y môn ha. Rồi dục giới của bậc A La Hán có mấy, có 4 không, bốn di tác dục giới hợp trí phải không, có 2 thôi, 2 hợp trí xả, ở đây là nhập vô ngũ thiền sắc nghe, thì thọ xả không ra được ha. Vậy hai cái di tác dục giới đúng không, hai di tác xả chuẩn bị cân hành thứ mẫu vật thuộc về là dục giới xả, hai di tác xả tổng 1 di tác, 1 thông tố đúng không? Rồi thông thông là ngũ thiền đó, một không gì đó. Tại ra nhiều cái sơ đồ á, chúng ta thấy nhiều cái sau cái chỗ ngũ thiền á, người ta có thêm cái dòng chấm nhỏ đó, mình chê cái sau hai ngũ thiền thiện như ngũ thiền gì đó, người ta có cái đó. Thì do mình là có là 4 là kháng y môn với lại hai di tác xả trí cộng 1 không, phải không? Rồi chặn cái máy đây, chặn có máy đây, chặn có 2 tức là cái gì,
hai là cái gì đây? Chặn có hai là kháng ý môn là một chặn, động lực là hai chặn. Động lực tính từ chuẩn bị cho tới không, chuẩn bị cành thứ bỏ vực thắc lực thì như vậy có hai, cho chúng ta có hai là kháng ý môn và động lực. Rồi người có mấy người? Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Wow, có phải hello, có một, có một xà thú, xà thú một là tứ và một cà la hán rồi mới làm được vụ này. Rồi cõi nó có bao nhiêu cõi? Đúng rồi, trên bản điều là viết thêm hai cái đó vô nữa để cho mình biết thêm mới có gì đó, nhưng mà kiểu không cần. Người cõi có bao nhiêu? Cõi có bao nhiêu? Bảy cõi vui, cõi sắc giới là 22 cõi. À đúng, tại sao? Bởi vì cõi vô sắc thì không có tính vô ha. À, này thiền sắc giới mà thì cõi vô sắc không tính vô được, trừ ra bốn cõi vô sắc, bốn cõi khổ cũng không có được luôn, bỏ ra luôn, một cõi vô tưởng cũng dẹp ra luôn. À, thì như vậy trừ ra là 4, 8, 9 là 31 cõi, trừ 9 thì còn 22 cõi vui có ngũ uẩn, có đầy đủ ngũ uẩn ha. Nó sắc thọ tưởng hành thức mới được. Rồi như vậy là mình có được 22 cõi vui ngũ uẩn. Rồi điều gom lại cái rõ ràng ha, để ghi lại cho rõ ràng hiểu chúng ta lộn xà cầu. Rồi tổng số có bốn lộ, tổng số có bốn lộ, tổng số có bốn lộ 200 tử dòng, dành tài dòng hai trường hợp viên tịch, hai trường hợp viên tịch 200. Hai trường hợp viên tịch chấm xuống dầu a hạnh phải hậu kiếp rồi viên tịch, phong hạnh hậu kiếp rồi viên b nhỏ, thông hạnh rồi viên tịch, tức là bỏ hậu kiếp ra b nhỏ. Thì như vậy chúng ta có hai trường hợp viên tịch của bậc a la hán. Thì khi một vị a la hán nhập niết bàn nha quý vị, còn dưới ba tháng thì không thể gọi là viên tịch được. Viên tịch là tròn đầy, nhập tịch, nhập viên tịch niết bàn luôn thì mới gọi là viên. Còn mình dùng chữ viên tịch cho người dưới đó thì không được, phàm phu lại càng không được nữa. Rồi như vậy chúng ta có hai trường hợp viên tịch ha, thông hạnh hộ kiếp rồi viên tịch, rồi thông hạnh rồi viên tịch. Nhân cho hai hạng người, nhân cho hai hạng người độn căn và lợi căn thành ra là bốn lộ, độn căn và lợi căn thành ra là bốn lộ, tức là hai nhân cho hai hạng người thành ra bốn. Vậy chúng ta có là bốn lộ nhập liên thông, còn như vậy là hai người luận căn liên thông ha. Rồi đó là xong cái phần số 3 là niết bàn liên thông. Rồi tới cái số 4, copy số 4 ra. Lộ đắc đạo chí mạng
mạng. Tức là ý trong cái vấn đề này, tức là một vị mà tu đắc đắc đạo quả là nhập niết bàn luôn, đắc đạo quả xong niết bàn luôn thì kêu là lộ đắc đạo tông mạng, là chứ không phải những người khác. Những vị khác thì đắc niết bàn đắc hai tháng xong thì cứ như vậy tồn tại thành thời gian nhập niết bàn. Còn vị đắc mà đắc đạo tông mạng thì là đắc tứ đạo tứ quả xong nhập niết bàn luôn, bụp luôn ha, thì kêu là đắc chí đạo, đắc đột đắc hạn hoặc là tôn mạng, thì mình thích chỗ nào mình thích ha. Được chưa? Xuống dòng vỡ hai đầu chấm, phá vỡ hai đầu hai chấm. Một vô minh hai chấm, đầu của phiền não, đầu của phiền não, vô minh hai chấm, đầu của phiền não, ký lệ xá si si, đầu của phiền não, phá vỡ hai đầu số một, vô minh hai chấm, đầu của phiền não. Tức là cái đầu của phiền não này, đầu tiên là mình phải vị đó phải phá vỡ cái đầu này chứ. Tức là nếu mà không phá vỡ cái này đó thì khi mà cái vô minh chưa có được hoàn toàn xác trừ á, thì cái phiền não nó vẫn còn. Phải cho đến khi nào vô minh được đoạn trừ hẳn luôn, phá vỡ luôn, phá banh nó luôn ha, đập tan luôn cái vô minh này thì được gọi là phá vỡ cái đầu thứ nhất. Đối với là tổng mạng á, thì trước tiên người phải có phiền não, tức là phải phải đắc phá cái vô minh này trước, đúng không? Cái vô minh này trước rồi, đó là vô minh. Số 2 là mạng nguyên hai chấm, đầu của vòng luân hồi, Tassi, đầu của vòng luân hồi, mạng nguyên, đầu của vòng luân hồi. Tức là mạng nguyên này có mấy cái gì, có mấy loại mạng nguyên? Có hai, đúng rồi, có hai mạng quyền, danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Thì danh quyền là tâm sở mạng quyền á, và sắc mạng quyền á là sắc mạng quyền. Thì như vậy danh mạng quyền nếu mà nó chưa toàn tiêu diệt á, như mình mấy danh mạng quyền sắp chết thì cái nó sẽ trả lại, nó sẽ sanh lại cái thân khác, sanh cái ngũ quẩn khác, thì còn danh mạng quyền và sắc mạng quyền tục luân chuyển hết kiếp này sang kiếp khác. Nhưng mà một vị đắc đạo độc mạng đó thì đến cái giờ phút cuối cùng diệt trừ hai này luôn, hai cái loại mạng quyền này dứt luôn, không có thể sanh trong tương lai nữa, thì như vậy là vị này là chấm dứt hoàn toàn, mới thật sự là chết, chấm dứt cái đời sống, không còn tái sanh trong tương lai nữa. Thì như vậy luôn cái đầu này luôn, đập bể tan cái đầu mạng quyền luôn, tức là của vòng luân hồi này, mạng quyền sắc mạng quyền thì chấm dứt. Thì như vậy là phải phá tan hai cái đầu này. Nhưng mà mình phải biết là cái này không phải là cùng lúc nha, không phải là cùng một sát na mà phải diệt được đâu. Là ngay giờ phút lâm chung bị gần cái sự chết đó, chứng đắc được quả lộ tận đó, chứng đắc được a la hán, phá cái đầu vô minh trước, phá cái đầu của mình trước là xong, sau đó mới là phá luôn cái đầu kia, tức là tử luôn thì mới phá được hai kia được. Thì như vậy đó là phá hai cái đầu. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái câu Bali này làm cái vấn đề này ha. Câu Bali này tách ra nha, tách ra. Chi vi tê ê na quýt cha si sang sát sa tí chi quýt tá tí si. Tức là người đắc tột mạng là người chấm dứt đầu vô minh hai thứ mạng quyền. Tức là có câu minh chính, mình thấy rõ ràng người đắc đạo chấm dứt đầu vô minh cùng với hai thứ mạng quyền, đắc đạo tột mạng được. Tức là giờ phút cuối cùng hai cái đầu này banh hết á,
à, thì như hoàn toàn là không có trong tương lai. Rồi mình đánh dấu cái đi ha, xong ha, rồi mình đánh qua thị đồi dòng. Không hẳn là cùng chấm dứt hai đầu trong một sát na tâm. Không hẳn là cùng chấm dứt hai đầu trong một sát na tâm. Chưa? Chi vi tê na măng a vít cha si sang sát sa tí chi vá tá sá má si si. À, là người tổng mạng là người chấm dứt đồng cùng với hai thứ mạng quyền. Rồi, xin dòng. Không hẳn là cùng chấm dứt hai đầu trong một sắc na tâm. Xin dòng, đánh vào thị đồ dòng. Đắc tứ đạo tứ quả, phá vỡ đầu vô minh. Đắc tứ đạo tứ quả, phá vỡ đầu vô minh. Và phải có lộ phản kháng đạo sanh nhiều lần. Đắc tứ đạo tứ quả, phá vỡ đầu vô minh. Và phải có lộ phản kháng đạo sanh nhiều lần. Tức là một vị mà đắc A-la-hán xong á, thì họ phải có cái lộ, những cái lộ sao để mà phản kháng lại, quán sát lại cái, xem xét lại cái đạo quả của mình. À, để mà lại cái mạng quyền diệt được, à, cho nên là sau đó mới tính tới, tức là bậc mà đắc tứ đạo tứ quả xong, phá được cái đầu của mình xong, rồi phản kháng lộ, phản kháng tâm, phản kháng đạo, quán sát lại cái những cái mà mình vừa chứng đắc. Rồi xuống dòng, hai mạng quyền đồng diệt khi viên tịch, hai mạng quyền đồng diệt là khi tử rồi đó, mày hành nghiệm diệt luôn, là không còn cái lại. Còn mình tử cái lại liền á. À, như vậy là khi viên tịch, hai mạng quyền đồng diệt. Cho nên hai đầu không cùng thời gian. Cho nên hai đầu không cùng thời gian. Nên hai đầu không cùng thời gian. À, quý vị có vị là độc mạng mình mất trước mà làm mình mất trước mình đặt bộ bộ cái khả ra tới giờ phút cuối cùng. Khi viên tịch là hai mạng quyền, là danh mạng quyền, sắc mạng quyền đó, hai cái nó diệt. À, lúc cuối cùng sắc ra tử sao là thì cái đó nó diệt luôn, cái sắc cũng diệt, mà dùng danh pháp cũng diệt luôn, sắc quyền diệt mà không còn có trả lại nữa. À, đối với phàm phu thì nó còn trả lại ha, thì như vậy là dập tan được hai cái đầu là vô minh và đầu mạng quyền. À, nhưng mà hai cái này không cùng thời gian, mặc dù không cùng một sắc na tâm thì nó đâu có cùng sắc na tâm nữa. Ví dụ như đắc sắc na, đắc đạo quả tháng là diệt cũng như đó, lúc này sắc na nó chưa đạo tâm sao ba lộ trăm một lộ, nhưng mà thực sự không có cái trước cái sau. Bây giờ rồi ha, hiểu rồi ha, về ngồi xuống nhắm mắt lại ha, cái nhập vô đắc tứ là tạo tứ quả, nghe mình phản kháng kháng đạo quả. ai muốn làm liền tình nguyện giơ tay, là Hồng Dung làm liền ha, Kim Dung làm liền ha. À, bên thấy ai làm liền kìa, Kim Dung như làm liền nè,
trong quyển làm liền nè, còn mấy ông đó tiêu trơn, không ai dám làm trơn ba. Nghe chưa? Phản kháng chứ, phản kháng đạo quả luôn chứ. Nó phản liền mà, đạo với quả sanh liền mà, thì nó phản kháng lại coi mình nãy chứng gì đắc gì thì nó phản kháng lại. Giống như mình là mới đó, à, mình mới mới gì xong mình quay là mình phản, à, mình ví dụ như mới học xong mình phản kháng lại, mình nhớ lại, mình nhìn lại mình học cái gì, gì đó, vậy như vậy đó. Rồi, rồi ha. Rồi lát nhớ làm nha, ai làm xong rồi biến nhớ nói nha. Dòng đánh cái bông rồi dòng. Cầu tộc mạng phải là người lợi căn. Muốn à, lộ tộc mạng phải là người lợi căn, tuệ nhanh lẹ. Chưa? Yeah. Người muốn đắc lộ tột mạng là ai? Phải là người lợi căn, phải nhanh lẹ dạ dằn. À, còn người mà độn căn thì khó. Không biết là có làm được cái này hay không? Nhưng làm thấy trong chú giải tại vì chỉ có người lợi căn mới làm được thôi. Rồi, sử dòng. Có hai lộ, hai giấc. Lộ một hay chắc có hậu kiếp tử Parinibbana, lộ một có hậu kiếp tử Parinibbana. Rồi xuống dòng A nhỏ lộ đắc tứ quả hai chấm. Hậu kiếp chị ha rung động biết dòng kháng y môn cận hành là bỏ nha, cái môn xong rồi cận hành, ghi với cận hành này bự lên, cái môn cận hành thuận thứ rồi vũ tịnh hay là tiến bậc, vũ tịnh mở ngoặc tiến bậc, vũ tịnh ghi ra luôn đi, ghi chỉ ra luôn đi. Rồi có thể viết tắt là chữ VT hữu tịnh bản mặt tiến bậc, tức là ví dụ như là bậc tam quả rồi tiến lên tứ quả ha, hữu tịnh tiến bậc một sát na tứ đạo, một sát na tứ đạo. Ba sát na tứ quả. Rồi, tức là lộ là đắc đắc đi ra chúng hộ kiếp đúng động khánh lành. Đạo áp quả quả. Rồi B, tức là mới là đắc tứ quả nha, rồi tới B. Lộ giống ghi rõ lộ phản kháng là quả quả. Hay. Chưa?
độn kiếp. Đúng là dứt dòng kháng ni môn, bảy động lực mở ngoặt sanh ngàn lộ, bảy động lực mở ngoặt sanh hàng trăm ngàn. Rồi, như vậy là khi mà đắc tứ lôi, lộ tứ quả diễn xong, người tới lộ phản kháng, phản quả, tức là quán sát lại, thì lúc đó là bảy cái động lực, để dùng bảy động lực để quan sát lại cái đạo quả mình vừa chứng đắc, và liên tục như vậy cứ lộ lập điệp lại hàng trăm ngàn lộ. Rồi, đó là B. Rồi, C. C. Lộ cận tử. Hậu kiếp. Rúng động. Dứt dòng. Kháng y môn. Năm động lực. Năm thôi nha, năm động lực. Tử Parinibbana. Động lực tử Parinibbana. Rồi, đó là cái diễn tiến của người đắc đạo tuệ mạng. À, thì nó có làm chia ba phần. Phần thứ nhất là đắc đạo trước, đắc tứ đạo tứ quả trước, đắc A La Hán trước, diễn tiến đắc A La Hán, là không là chuẩn bị cho lộ kiếp trúng động dứt dòng kháng nghi môn, cận hành thuận thứ vũ tịnh, vũ tịnh xong rồi cái một sát na tứ đạo, ba sát na tứ quả, đắc A La Hán bụp xong xuôi rồi mới bước qua đoạn bản khác đạo quả. Diễn tiến cũng giống vậy, nhưng mà cuối cùng là bảy cái động lực, bảy cái động lực này để quán sát lại cái gì mình đã chứng đắc. Và cứ như vậy lập điệp lại lộ tâm diễn tiến và hàng trăm hàng ngàn lộ ha. Rồi sau đó mới nhập vô là cận tử. Thì khi mình tới cận tử thì chỉ có năm động lực thôi, năm động lực cuối cùng rồi nhập niết bàn luôn. Tử là Parinibbana, niết bàn. Đó là lộ thứ nhất. Rồi lộ thứ hai, vũ tịnh tiến bậc á, mở ngoặc là vũ tịnh mở ngoặc tiến bậc. Rồi lộ thứ hai, động lực rồi tử Parinibbana. Tức là không có hộ kiếp rồi tử Parinibbana, tức là ghi là lộ thứ hai động lực tử Parinibbana, không có hộ kiếp. Rồi xuống dòng đi kịp chỗ rồi ha. Rồi xuống dòng nó cũng giống như trên ha, lộ thứ hai nó cũng giống như cũng diễn tiến giống như trên, nhưng mà nó không có hậu kiếp vô ha. Mình biết đọc cái đây mình biết ha, tôi hẹn lắm được không, tức là không có hậu kiếp, nó vẫn diễn biến như trên thôi. Tức là đúng rồi, quên ở trên thiếu chữ hai chữ hát. Đúng rồi, như là bỏ cái hậu kiếp ra, năm động lực rồi hậu kiếp tử. Tức là chỗ cái lộ cận tử, năm động lực hậu kiếp tử là Parinibbana đó. Còn cái lộ thứ hai này thì không có hậu kiếp.
cái sửa cái ra thêm cái đôi xíu nha, lộn nha, ở trên hơi bị sọt cái. Được chưa? Đúng rồi. Đó, rồi cái thứ hai thì bỏ cái chữ hát ra, bỏ hậu chữ ra. Rồi, chính xác không? Rồi, bây giờ sắc ma. Sắc ma. Sắc ma có 6 và 8. Sắc ma có 6 và 8. 6 và 8. Rồi, 6 là lộ đắc đạo. Lộ đắc đạo tụng mạng là có. Đắc đạo là mình tính coi cái môn một là cận hành là tận thứ là 3, hữu tịnh là 4, một sắc na tứ đạo là 5, 3 sắc na tứ quả. Ủa sao kìa, lộn rồi. Đắc đạo chí mạng có 6 sắc na, lộ phản kháng có 8 sắc na, phản kháng có 8 sắc na. Tạo đúng hả? Đúng không? Đáp rồi các quý vị. Cái môn ngành 2, 3, 4, 5, 6, đúng rồi, là đắc đạo tứ quả là 6. Đắc đạo tứ quả tính, tính là mà là một cái thôi, lại lập liêm lại là 6. Rồi cái kia thì tới cái kia khoảng khác, khoảng khác môn như 7 động lực là 8. Đúng rồi, khoảng khác có 8. Thì sắc na có 6 là độ đắc đạo chí mạng có 6, khoảng khác thì có 8. Lộ cận tử cũng có, lộ cận tử có 6, các cái môn 5 động lực, lộ cận tử có 6. Lộ cận tử có 6, lộ phản kháng có 8 nha, phản kháng thì có 8. Động lực thì có 8 không? Là mình bắt từ gì, mình tính hai lỗ giao lộ trên đắc tứ đạo quả BC đi cho nó dễ, chứ BC lộ phản kháng đạo quả xong cái mình nhập đi bàn luôn à, dễ thấy không? 8 6. Rồi đúng rồi đó. Rồi thứ tâm 2 chấm, thứ tâm có 5 thứ tâm, có 5 thứ, 5 thứ tâm khách. Thì luôn ha, kháng y môn thì 4 cái đại hạnh có trí. 4 đại hạnh có trí. Kháng y môn 4 đại hạnh có trí. Rồi, đó là 5. À, mình biết rồi ha, A-la-hán thì dùng. Rồi, chặn. Chặn có mấy? Có 2 chặn. Để hiểu rồi không? 2 chặng khai môn với động lực. Chặng có 2 chặng. Người. Thì người biết rồi không? Người, người tư quả. Cõi. Cõi. Ở đây ta cho biết là có 7 cõi vui dục giới thôi, có 7 cõi vui dục giới. Cõi có 7 cõi vui dục giới. À bây giờ đi chỉ đạo tột mạng cái này đó là ở 7 cõi vui dục giới thôi, bởi vì ở những vị phạm thế giới thì
họ không có những cái chết như người mà dục giới, là không có cái thân chết đau đớn này kia. À, họ chỉ có chán nản trong tư tưởng thôi, chứ họ không có những cái sự mà về thân. À, phải niết bàn là đột ngột về được. À, cho nên những vị đó nó không tính có vô cho đây được, mà chỉ lấy bảy của vườn giới. Là như mình phàm nhân nha, đắc được sơ đạo, sơ nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tứ quả, tới tam đạo xong rồi tứ quả. Thí dụ có trường hợp gì đó mà bệnh chung đó, là chẳng hạn như là có trường hợp nguy hiểm như đó là mình nhập vô đắc luôn, đắc xong tử luôn. À, thì có cái thân đau đớn. À, cái cho nên những vị này là chỉ ở cõi vườn giới thôi, bảy cõi vườn giới, không thể có ở cõi phạm thiên sắc giới. À, vì những phạm thiên giới này sắc tế là không có những cái chết như người dục giới. Khác vậy ha. À, những vị phạm thiên sắc giới đó, vì đang tâm ta thiền định mạnh tốt lắm, là ít có những đề mà bị chán nản, bị khói chán, họ sống trong cái đời sinh. À, đến hết mà tuổi thọ thì họ tử thôi chứ không có như mình. À, vậy mình ghi thêm câu đi. Ở bảy cõi vui dục giới, ở bảy cõi vui dục giới, lộ đắc đạo tột mạng, thường khởi sanh ở cõi người, ở cõi người hơn. Ghi rõ ràng ha. Lộ đắc đạo tột mạng, thường khởi sanh ở cõi người hơn, vì có những cái chết đau đớn. Ở cõi vô dục giới, lộ đắc đạo tột mạng, thường sanh ở cõi người hơn, vì có những cái chết đau đớn. Còn sáu cõi dục, còn sáu cõi trời dục giới, tuy không có cái chết đau đớn, khi bị chư thiên nhận được năm điềm báo tử, khi bị chư thiên nhận được năm điềm báo tử, tâm kinh cảm, tâm kinh cảm, vị triển khai quán minh, là tứ niệm xứ á, vị ấy triển khai quán minh và chứng đắc lộ viên tịch tột mạng, và chứng đắc lộ viên tịch tột mạng. Thì như vậy ở đây cho chúng ta thấy rằng ngay cả bảy cõi vô dục giới á, cái lộ đắc đạo tột mạng này đó, nó chỉ khởi sanh lên cõi người, người nhiều hơn là những cõi trời dục giới luôn, chứ đừng nói cõi trời sắc giới. À, bởi vì những người thì hay có những cái khi mình sắp chết cái thân cũng đau đớn, còn những vị trời thì nó không có. À, vị trời dục giới thì khi mà chết thì mồ hôi xuất ra, hay là hào quang bị mờ đi, hoặc là hoa bị héo rụng gì đó, những cái dấu hiệu gì đó, tôi quên này. À, rồi tâm vị đó mới kinh cảm, nó sợ hãi kinh cảm rồi mới dùng hết trí tuệ mình để quan sát về mình xác, chứng đắc độ viên tịch tộc mạng luôn, đắc a la hán luôn, rồi tử luôn. Thì như vậy ở cõi trời dục giới cũng còn khác cả cõi người mình, có sự khác. Còn giới vực, cõi sắc giới thì khỏi nói ha. Giờ ghi kịp chưa? Hello. À, nên nhớ là trong cái
những vị mà đi vào cái đạo lộ này đó, thì trong cái thời điểm mà thập tử nhất sanh đó quý vị, muốn chứng đắc được cái đắc đạo chí mạng đó, đó vị này phải là một là coi như trí tuệ phải lẹ lắm, phải nhà nhạy bén dữ lắm mới có thể làm được cái này, bởi vì chỉ cần trong một tích tắc thôi, họ có thể làm được như vị này. Cho nên do đó trong cái tâm lộ mà sát na thì chỉ có vô là hành thượng thứ là tiến bậc liền ha, là làm liền chứ không có chuẩn bị bậc trí tuệ mà nhạy mới làm được điều này. Đó là vấn đề mà chúng ta được cần phải ghi nhận ha. Rồi tổng số có 22 lộ 2 chấm. Tổng số có 22 lộ có 2 trường hợp, xuống dòng ra dòng có 2 trường hợp 2 chấm. Quán xét đạo quả, quán xét đạo quả niết bàn rồi viên tịch, chỉ có 2 lộ theo 2 mô thức. Quán xét đạo quả niết bàn rồi viên tịch, chỉ có 2 lộ theo 2 mô thức 2 chấm. Dòng gạch đầu dòng động lực rồi viên tịch, phải động lực hộ kiếp rồi viên tịch, động lực rồi viên tịch, hoặc gạch ngang cái động lực hộ kiếp rồi viên tịch. Tức là có 2 cái lộ vậy, một trong 2 lộ này nó sẽ khởi lên đối với một vị mà đắc đạo toàn mạng ha, động lực hoặc là động lực xen hậu kiếp vô rồi viên tịch, tùy theo hỏi căn cơ mỗi người ha. Rồi xuống dòng đó là quán xét đạo quả rồi động lực viên tịch ha. Rồi B, quán xét phiền não đã xét trừ rồi viên tịch, quán xét phiền não đã xét trừ rồi viên tịch, có 20 lộ. Quán xét phiền não đã xét trừ, đã xét trừ rồi viên tịch, có 20 lộ. Có 20 lộ. Dòng ha, lấy 10 kiết sử phiền não đã xét trừ, lấy 10 kiết sử phiền não đã xét trừ, nhân với 2 mô thức, nhân với 2 mô thức, 2 mô thức trên đó, 2 mô thức viên tịch đó, bằng 20 lộ. Lấy 10 kiết sử phiền não đã sát trừ nhân với 2 mô thức viên tịch bằng 20 lộ. Tức là lấy 10 kiết sử phiền não là 5 hạ phần, 5 thượng phần, 10 kiết sử thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái sân ái sắc ái vô sắc, nhân với 2 mô thức trên, tức là động lực viên tịch hoặc là động lực hồ kiếp viên tịch, thì nhân 2 đó là thành là có được 20 lộ. Thì một trong 20 lộ này sẽ sở lên với thánh vô lậu đắc đạo tột mạng. Nhưng mà cũng tùy ha, có người thì chỉ cần quán xét quả là nó nhập niết bàn luôn, còn có vị thì quán xét luôn cả phiền não luôn. Thì như vậy tổng kết là chúng ta có là tổng kết, xuống dòng mình ghi đi, tổng kết có 110 tâm lộ viên tịch đặc biệt, tổng kết có 110 tâm lộ viên tịch đặc biệt. Rồi 110 tâm lộ viên tịch đặc biệt này nhờ cô thư ký gì đó, nhờ cô thư ký cho Nguyễn là lập cái sơ đồ ra nha. 110 lộ tâm viên tịch đặc biệt, thôi từ trên xuống dưới sơ đồ. Ví dụ như tâm lộ viên tịch liên thiền thì có 36, này ghi nó mấy cái đó đó mình ghi lại mình làm bằng sơ đồ, bản sơ đồ tốt gọn cho dễ ha. Cái gì đâu đó, thì làm sao làm miễn có cái bản rồi, cái gì có 36 tâm lộ viên, có 48 lộ viên thực phản thiên, 10 lộ thì tổng cộng lại hết mình sẽ ra thôi.
22 tâm lộ viên địch chí mạng độc mạng gì đó thì mình ghi ra. Ok, thì đang đâu có làm giờ đâu, từ từ làm á, ngồi đánh rỗi ngồi check bài cái note ra làm cái sơ đồ. Ok, đó là hôm nay mình đã học xong cái lộ nhập tiếp bàn và đặc biệt là bạn xong ha. Trước đi cho để nó dồn bài này sao làm. Rồi từ đó là chúng ta sẽ vô cái phần lộ ý đặc biệt à, nhớ nhắc nha, lộ ý đặc biệt từ đó mình vô đó. Rồi, chúng ta đã học đây là quá đầy đủ ha, nắm được tất cả những cái phương cách để mà nhập niết bàn. Rồi chúc mừng quý vị cùng nhau xếp bằng xuống nhập niết bàn ha. Các bạn đọc gì ra muốn làm gì làm. Do phước báo mà chúng ta học hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống đẹp an vạn và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nhau cả thể. Bao tu sắp bao mang cả lăng rắc khan tu sắp bồ tát sắp bồ tát pha nu pha la sắp thế pha văn tu tế bao tu sắp bao mang cả lăng rắc khan sắp bồ tát ma nu pha ve na sa la sắp thế pha văn tu tế bao tu sắp bao mang cả lăng rắc khan tu sắp bồ tát sắp bồ sang kha nu pha na sa la sắp thế pha văn tu tế nam mô bồ tát ya nam mô tam ma nam mô sang kha. Mời MC lên hồi hướng. Xin mời cả lớp đọc hồi hướng sau khi nghe pháp. Bát thí đà na ra tha ya đề vô tha sam thi vi tha ra di ni thu pe ca re bồ thi ca re ta hiền ta hiền tam ma đà hề na ta hòa tu phù chi ta sơn ca tề thân đà ra mạn ca lệ thề đà chấp cha na wa ca cha phi ca wo sa ra mi ca đà ra ba ba sa ca ga ma cha đề đà mi ga ma cha hi sa ra sa ba na phù ta su khi ta ta hòa tu tề cha la phụ cha để bình cha an tha hòa san sẻ đa cha tha vô pháp pa ti ca ni ya nam tham ma wa la pa ti cha te tham te di du ca cha ta lo tu sa ca ya tha tu chi ra sa tăng tham ho tham ba tha ra cha po bu ca la san ho ho tu
sa-ru, sa-ru, sa-ru.